có là những thầy nhỏ chứ chưa có cái đó có đây có bỏ cái con này đi dưới sông kia sẽ bỏ này chơi nổi. Trời ơi, chó đổ vô hang luôn. Loạn rồi. Nó sắp to không rồi. Ừ. Bỏ cái đựng lên thầy to quá. À chập rồi. Thở vô hang. Nó bị bắn trúng cái đó. Ừ á. Thật quả nè. Tưởng sắp còn. Trời ơi. Rồi chập chập anh nè. Cũng nhảy xuống đi. Ai đâu quá. Đi bay chứ. Ừ. Đuôi đi. Đứt đuôi. Đứt đuôi. Đuôi. Đứt đuôi. Chúng để thọt trứng ra đây nè. Mở dướng cọng dây tiêu. Để lôi cọng dây tiêu ra nè. Lôi cọng dây tiêu ra nè. Cho ra luôn hay là đời bắt. Ừ. Không cho cái đá lắm đi. Cho chạy ra chứ nó không ra đâu. Nó không vậy. Đâu? Kẹt cái đâu rồi? Ừ. Chọn lên, chọn lên. Chó chụp, chụp, chó chụp. Đập đập. Trời ơi, sốc này. Nó chưa định hơi. Cầm đầu chừng nó cắn nha. Vô bông nha nhà. Ê, cái kia vậy. Ừ, cái sốc kia kia. Có bắt sọng luôn. Con này sắp trụng chưa? Chưa trụng đâu. Có trụng ở dưới đâu. Nó mệt quá, chạy mệt quá. Đi huyệt bò mày con sóc này con. Chạy hả mày? Này sức lực nó lớn. Vĩnh tơ, này tơ. Mày cắn không biết rồi. Cốc 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 cốc. Con đạp này này. Ôi nãy mình không biết mình nó đạp được nó không chờ. Thôi đừng vùng vậy nữa. Cổng đâu trời. Mấy sủa xuống bỏ đi mất tiêu. Thả thật dữ quá. Nó chặn luôn. Không chết rồi. Đầu. Ngoài. Từ yên tình. Cổng nhau. Cọc kỳ ta. Dạy cặp đánh rồi đó. Chụp thằng ở kiểu rồi. Chụp con nữa sao. Cặp hai cánh cho thằng ok luôn. Rớt. Rớt rớt rớt. Rớt chưa. Nha. Con thằng con sóc sóc dưới góc. Bà Hà Nội nó chạy qua đó. Không phải, không phải. Nó chạy qua bên đây nè, qua bên đây nè. Nó mới lủi lủi ra bên đây nè. Bịt đấy này. Hả? Bịt rồi cái nữa. Rồi cái nó ơi. Ý nó còn chạy nè. Rồi con cọc cắn rồi. Cọc cắn rồi. Trời lết đầu lết tôi nói trời. Đọt cái nè, chạy trong đấy luôn. Hồi nhẹ nè. Hồi nhẹ. Nhẹ mày. Sốc rồi nha. Má biết tạo động sốc nó nổ đá không rồi. Tiếp tục nha nha. Trời ơi, ăn đâu vô cây má. Rồi, kia rồi. Hèn, nó trốn. Thôi nhả bạn. Bạn. Nhả chưa. Được rồi. Nhả bạn. Thôi bạn. Hèn gì. Bị sốc xách miếng bao nha.
Ôi, cái độ lá trứng kìa. Hai con này súng sức dữ lắm. Ê chỗ đời chỗ bắt xong rồi bị chạy tới cũng hâm hô đi. Ồ, ngay tím bằng đây. Có lại nhìn thấy nhỏ chứ gần to chứ bác. To. Đây có bảo. Cái sợi con này đi dưới sông kia sẽ bỏ ở đây chơi nổi. Ngạt mà em, sổ xí. Chết, sống gì nổi. Nó một nắm thôi. Nó có giọt đó. Ủa bò bò nó chạy, nó mới chạy lên. Ủa? Bên cây hả? Lớm. Lớm lúa. Được chưa? Rồi. Một thằng. Má mày. Nhỏ nó nhỏ. Thằng này chứ nhỏ mà. Phải xin. Nhỏ mà nãy con to nữa đâu. Sao nghe gà lá thế nào? À, mới lớn rồi. Lão. Trời ơi, ê nó trời xuống. Quá cặn nhau sóc kêu bên không còn gì luôn. Cặn bề cả sướng, cả đâu cả đất luôn. Bác. Nhá cậu. Nhá bạn. Bác, đi đây. Bác. Cậu. Ô. Má cặn lôi ruột luôn à. Hèn gì sao cũng tự thấy thấy chứ. Nó yếu nó cũng ghê chứ. Nhàn. Ê hình như nó dí sóc.